Hồi hai tuần trước Lem mới có đi xa với tôi. Nó từng đi một lần hồi năm ngoái rồi, lần này lần thứ hai. Mới lên xe không có quen mấy vị, không có ngủ nghe gì hết trơn á. Cái mặt thao láo vậy hoài đó. Thôi để ta gọi điện cho ông nội Sugar mình nói chuyện cho đỡ buồn nè. Sugar sáu mặt sững ngắt vậy, cười cái cho em nó vui coi. Đợt trước mới đi lần đầu á, bởi vì chuẩn bị đồ cồng kềnh nhiều lắm. Đợt này vẫn ở cái khách sạn cũ, vẫn ở cái phòng cũ, bởi vì cũng quen quen rồi. Đem đồ gọn hơn lần trước. Ê mà có cái này quan trọng, rút kinh nghiệm đợt trước nè. Đợt đó mua cái thao gấp gọn làm cái vùng lựu đạn cho bả. Cũng tự tin tụi lắm, đâu có thử trước, tại nghĩ con Leo nó còn nhỏ. Trời đất ơi, nó bước vô một cái quảng hồn. Nó bự muốn gấp đôi cái thao vậy đó ông cô nội ơi. Nên đi vệ sinh lọt đúng vừa cái đích. Đợt này rút kinh nghiệm đem luôn cái thao mini đặng mần công chuyện cho thoải mái. Tối với mình video call cho mấy anh chị em ở nhà rồi hỏi thăm được coi. Anh Cọp ở đây rồi, con mày đâu mày? Thằng chó đỏ đâu mày? Sugar nhìn như cục chả mới lướt qua nè. Này thằng mập, mày làm gì mà ám với cái dừa đó mập? Thằng đậu mỗi lần đi kiếm nó cũng mệt mỏi lắm. Nó là thích ẩn thân chi thật dữ lắm. Đó đó mọi người. Nó kìa. Đó nó đang nằm nguyên cục luôn đó. Nó hòa tan với bóng đêm luôn mà. Hai cái vàng vàng là hai con mắt của nó đó. Ê mà bữa đi tôi phát hiện một cái rất là dễ thương của con Lem. Mấy nhỏ nhà tôi nhỏ nào cũng nhào bột khí thế. Cái này là cái bộ môn yêu thích của nó luôn à. Nhất là mỗi lần mà tới giờ phê và giờ sắp buồn ngủ rồi đó he. Là má nào má nấy là đầu bếp chuyên nghiệp. Chỉ có duy nhất nhỏ Lem là từ hồi lụm nuôi nó tới giờ tôi chưa bao giờ thấy nhào bột luôn á. Vậy mà cái bữa đó đi ha, lần đầu tiên tôi thấy nhào bột luôn. Mà người ta mấy con mèo kia nó nhào cho mấy cái niệm mấy cái mền êm êm rồi nè. Bà nội nãy hả nhào sàn, cái sàn cứ ngắt cứng cọng mà ngồi nhào hoài. Trời là trời luôn không hiểu. Mà nó với nó dễ thương luôn mọi người, hai cái tay nó cứ dị hoài đó. Cái lúc mà gọi điện thoại cho mấy nhỏ nhà nè, cái tay ba cũng nhào liên hồi. Ngồi chần chần cục dòm tôi cũng nhào. Rồi cái tôi thế gì nữa đây, tôi thế chiếm Liêm hả? Thấy ghê quá à. Hồi đợt hởm á, nó ở ngày là đi vệ sinh được rồi. Đợt này nó lớn rồi, nó ngại hay sao? Nó cứ xà quần ở gần cái bồn lô đạn hoài vậy đó mà nó không có đi. Tối mà nghe cái gì mà sột sọt á, là bả đó. Bả ra bả đào, bả làm đồ cũng dữ lắm nha mà bả không có đi. Coi chừng ơi, rồi. Vậy là xong bữa tối rồi đó, cô ấy đã phê. Rồi sáng cái tự nhiên cái đào phong long như nè, không hiểu luôn. Xong cái sàn qua bên bồn lựu đạn, đào tiếp, đào mãi, đào miệt mài, đào khí thế, đào hoài. Cứ hẻ mà ngó bây giờ bả là bả đào cát. Làm như cái chỗ chưa có im hay sao á, quay vòng hoài vậy. Đó, sau khi đào cát 7749 lần, cuối cùng bà cũng yên vị, cũng yên tâm để mà xả rồi đó. Trời ơi, trời. Tôi nhìn bà quằn nãy giờ mà tôi chóng mặt. Đi xong rồi vẫn chưa tha cho cái vùng lựu đạn với cái đống cát. Vẫn tiếp tục đào, đào ra tới một cái sàn vẫn đào. Bây giờ cái dấu hiệu này là tôi hiểu rồi. Là nãy giờ nó chỉ tè thôi. Cái thứ nó muốn là nó muốn xả lựu đạn. Nó dị hoài đó, kiểu như là nó chưa yên tâm để nó xả lựu đạn hay sao vậy. Nó cứ đào hoài đi vòng hoài vậy đó. Đó, nói chung là đi 3 ngày 2 đêm mà chỉ tè thôi chứ không ẻ. Quyết tâm nín ẻ dần thơ luôn mà. Rồi về rồi đó, ra thưa mấy nhỏ khùng kia đi. Con Sugar chắc nó nhớ mày nhất hả Lem ơi. Ở nhà đâu có nhỏ nào cho nó gặm đâu. Bởi yên Lem về Sugar nhộn nhịp rồi lắm. Sẽ giao xương xương xong một cái nha. Ở ngồi tè quầy chống bùm lũ đạn luôn. Kiểu giống như là nó tích tụ mấy bữa nay đó. Bần thần luôn mà. Nè tự nhiên vô chổng ngồi bần thần một bãi vậy đó. Xong cái đi đào phong long nữa nè. Mấy con kia nó đi văng cát ra ngoài á. Lợi đào mấy cục cát mà văng. Kiểu giống như là khởi động rồi đó. Nói chung là mắc thì cũng mắc đó nhưng mà chưa có vô cái mút. Đó nhìn cái thế cái mặt là biết rồi. Vô rồi đó. Ngon lành rồi đó. Khỏe rồi đó. Trời ơi, nó thúi gian động luôn. Xong công chuyện một cái nó là một giấc tới nái luôn. Quá đã.